Thưa quý vị, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thí sinh Lâm Phương Thảo, trường Trung học phổ thông chuyên Thuận Ngọc Hậu, thành phố Long Xuyên đã xuất sắc đạt được điểm cao nhất tỉnh An Giang ở tổ hợp môn khoa học tự nhiên với tổng số điểm là 53,25. Để đạt được kết quả trên, em đã có các cách học khá bài bản và đầy thú vị. Lâm Phương Thảo tâm sự, bản thân may mắn được gia đình, bà con thân tộc và anh chị đi trước chỉ dẫn, nên đã sớm định hướng chọn cho mình ngành y từ năm học lớp 8. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, Thảo học ở quê nhà, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và thành tích học tập luôn đứng nhất nhì khối. Học giỏi, tham gia nhiều cuộc thi nên gia tài mà Thảo nhận từ hồi còn học lớp 1 đến lớp 9 với hơn 60 giấy khen, giải thưởng từ những giải phong trào như thi kể chuyện, chỉ huy đội đến những cuộc thi Olympic về toán, lý, hóa, tiếng Anh. Thảo cho biết mỗi lần thi là một lần trải nghiệm đầy thú vị, vừa đào sâu kiến thức, vừa có kinh nghiệm cho những cuộc thi tốt nghiệp sau này. Bắt đầu từ năm lớp 8 thì em được các anh chị, các chú bác cũng như ông nội và ba mẹ định hướng về nghề nghiệp. Thì em thích môn hóa và yêu thích hóa và muốn vào lớp chuyên hóa của trường Trung học Thông chuyên Thuận Ngọc Hậu. Cho nên anh Hoài Tiến của em là một cựu học sinh chuyên hóa cũng đã định hướng cho em là mình có thể thi khối A hoặc khối B. Thí dụ như mình chọn môn sinh thì mình có thể thi khối B là khối ngành y dược, chủ yếu là y dược. Còn nếu mình chọn môn lý thì mình có thể thi khối A. Khối A nó có đa dạng ngành nghề hơn, khoảng 100 ngành nghề. Nó rất dễ cho mình lựa chọn, mình có thể tùy vào sở thích mà mình chọn một ngành phù hợp với mình. Thảo quyết liệt đeo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Nên để có được một suất trong trường y, đầu năm lớp 10, Thảo quyết định rời xa quê, lên trọ học ở thành phố Long Xuyên. Sau khi đã thi đậu vào lớp chuyên khóa của trường Trung học phổ thông chuyên Thuận Ngọc Hậu, ở môi trường mới, Thảo vẫn giữ vững thành tích học tập khi 3 năm liền nằm ở top 3 học sinh giỏi của lớp. Thảo đặc biệt yêu thích môn hóa học, càng học càng thoải mái, thú vị với môn học này. 2 năm liền, Thảo đạt giải nhì, giải ba cấp tỉnh, bộ môn hóa học, có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, bộ môn hóa học của tỉnh năm lớp 12. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua, Thảo cũng đạt điểm số khá cao. Theo em nghĩ đối với bộ môn hóa học thì đề thi trung học phổ thông quốc gia gồm 40 câu, 30 câu đầu. Thông thường là ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp, mình có thể giải nó trong vòng 15 phút hoặc ép thời gian xuống còn 5-7 phút để chừa thời gian lại để làm những câu khó phía sau. Vì còn 10 câu khó và mức độ khó của mỗi câu là khác nhau nhưng điểm mỗi câu là như nhau. Chúng ta cần phân bố thời gian một cách hợp lý cũng như đưa ra phương án làm kịp lúc. Mình nghĩ ra hướng nào thì mình cứ làm ngay và luôn. Tại vì khi mà mình phân vân để giải quyết theo hướng nào là nhanh nhất thì nó chỉ mất thời gian thôi chứ không giải quyết được vấn đề ngay và luôn. Còn khi mà còn 10-7 phút cuối thì chúng ta nên dừng lại và kiểm tra cái phiếu trả lời trắc nghiệm. Giỏi quá, nhưng Thảo không chủ quan lơ là các môn khác. Em lập thời khóa biểu chia đều các môn học. Những môn khối B thi vào ngành y thì dành thời gian nhiều hơn chút. Thảo đề cao khả năng tự học, tự tìm hiểu khám phá theo năng lực của bản thân, thay vì học một cách máy móc. Phương pháp học tập của Thảo là làm nhiều bài tập để quen cách làm, bản chất của vấn đề, mở rộng kiến thức. Thảo chịu khó tìm tòi các khóa học trên mạng Internet, các đề thi minh họa hay chính thức của những năm trước, rồi làm thử để nâng cao kiến thức. Các môn tự nhiên, mỗi khi làm sai một chi tiết dẫu nhỏ, em ghi chú lại để tìm tòi, tìm lời giải đến khi nắm rõ vấn đề. Sự nỗ lực hết mình của Thảo đã được đền đáp bằng một kết quả đẹp với tổng số điểm là 53,25 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Trong đó, toán 8,8, ngữ văn 8,5, vật lý 9,5, hóa học 9,5, sinh học 8,75, tiếng Anh 8,2. Đưa Thảo thành thủ khoa ở tổ hợp môn khoa học tự nhiên của tỉnh An Giang. Đầu tiên em tìm tòi và học hỏi từ các đề trường sở, cũng như các đề minh họa và đề chính thức của Bộ Giáo dục qua các năm. Bên cạnh đó em còn xem các bài giảng online trên truyền hình để mở rộng kiến thức, mà quan trọng hơn cả là tham gia vào những khóa học online của trường em. Bởi vì thầy cô của trường em luôn tâm huyết và nhiệt tình trong việc tìm tòi, sưu tầm và sáng tạo những bộ đề ôn tập cho học sinh khối 12 xuyên suốt những năm qua, mà nhất là vào giai đoạn nước rút này. Nhờ có những khóa ôn luyện của thầy cô cùng những bộ đề tổng ôn về đích mà tụi em đã đạt được những kết quả cao trong đợt thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Bằng sự chuẩn bị lâu dài cùng với kế hoạch học tập khá bài bản,
nữ thủ khoa đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Điều mà nữ thủ khoa muốn chia sẻ, nhắn nhủ với các thế hệ đàn em là hãy nỗ lực cố gắng hết sức mình thì sẽ đạt đến mục tiêu như mình mong muốn.